được này. Để xuống đi mua thuốc sát trùng nhé. Em đi khám, bác sĩ đưa thuốc rồi, bảo là mua thêm thuốc sát trùng để dùng. Cái này nó vừa là cồn sát trùng vừa là cồn nấm luôn. Nó khô thì nó bôi thuốc nấm lại nha. Vệ sinh mà chị bôi thuốc cho Bi nhá. Chị đi bị ngứa chân này, đi đi cái gãi nên bây giờ nó lan. Bác sĩ bảo bị nấm á, chị vừa mới khám xong. Lấy thuốc phải bôi cho đi này. Thế đi chắc có bị nặng không chị? Bác sĩ bảo là chị bị nấm ngoài da thôi, để về theo dõi thêm em ạ. Đó, tại BB gãi nhiều nên nó lan rồi đấy. Còn BB chịu khó đừng gọi anh khỏi nha. Anh được khỏi đi chơi với anh nha. Đấy, anh dặn là đi anh khỏi đi chơi với bọn anh kìa. Em đi đâu đấy? Em đi chơi. À thế à? Đi đi. Chị nào dạy anh chơi với Bi nhé. Anh nói khỏi cho Bi nè. Đi vào nhà nhé. Chị xử lý vết thương còn chị mới thấy Bi nha. Chị kể cả nó cho Bi nha, xong rồi xuống nha, chị rửa bằng nước ấm cho Bi nha. Chị thấy chưa, bằng nước ấm này, cho sạch sẽ này. Xong rồi chị sát trùng, chị bôi thuốc cho Bi nha. Cho nó ngâm chân một lát nhá. Này ngâm chân mà nước ấm là tốt lắm này Bi này. Đấy. Rồi. Thì ngâm chân bằng nước ấm cho Bi nha. Dễ chịu không Bi? Đi ơi. Đi ngồi đây với anh Bi nhá. Đi xem anh Bi này. Đi ngồi thẳng anh ngâm chân một lát nha. Rồi, ngâm đã Bi. Này chị xem nào. Này Bi, chị xem nào. Nó đỡ hẳn luôn này Bi này. Đấy, nó đỡ rộp lên đấy.
Thì chị lên chị sát trùng cho Bi nhé. Đi. Chị cắt bớt lông ngắn đi nha. Cắt bớt lông thì bôi giúp nó ngấm vào da rồi đi ạ. Sát trùng này đi nè. Tiêu thấy anh Bi không? Bi em bị áo chân đây này. Đấy. Rồi. Chị sắt trùng xong rồi. Đây. Chị bôi thuốc cho Bi nữa là xong nhá. Ôi xong rồi mình xoa xoa nhá. Để chị làm cho Bi xem này. Chị có xem không? Ấy, thôi Bi. Giờ mình dùng cái đầu này để Bi ơi, từ từ. Dùng cái đầu này để mình xoa luôn nhá. Bi có thấy dễ chịu không? Mát xa xíu là dễ chịu nè. Rồi, chị bôi thuốc xong rồi. Rồi, chị bôi thuốc xong rồi nhá. Chị có thấy dễ chịu hơn không? Để đây tối bôi tiếp nhá. Chị đừng có gãi nhá. Đi, đi ơi. Thank you.
ngồi trên nhà chơi nè, Thi. Thi ơi, chị lấy đồ đủ cho hai con nhá. Thế ngồi đây ngoan nhá, để chị lấy đồ đủ cho hai con. Đây cho hai nha, đi từ từ, ngồi đây thì chị lấy nha. Đây, ôm nhé, có chua, cho em tìm miếng này, em tìm hết là chị ở đấy này. Đây, em cầm ăn nha. Đây, em tìm ăn một ít này, em tìm đang ăn nó thấy không? Này đi, mới uống sữa đang no à? Bụng đang no căng này. Thế lát nấu món ăn này chị lấy cho ăn nhá. Em đi ấy, đang ăn kìa. Chị bật cái hạt đu đủ này, chị mang ra vườn chị bãi nhá. Nó lên cây xong rồi mình lấy quả mình ăn nhá. Chưa, nói đây mà chị trồng lên nhiều cây đu đủ nha, chị trồng khắp vườn cho hai đứa hái nha. Hai anh em ăn xong rồi chơi trong nhà để chị mang hạt các bạn vườn nhịp bãi anh chị tía nha. Riêng ăn ở đi thế này để rửa tay để chân nào. Tay để chân thường lên nhà chơi nhá. Nào, chị rửa tay cho đi đi nhá. Không có chân chị rửa cái bôi thuốc ấy. Đấy, tay đi cầm cái này ăn xong để vệ sinh sạch sẽ nè. Hai trời lại lên nhà chơi nhá. Chị đi tỉa hạt đu đủ xong rồi chị vào chị nấu cơm. Yeah, đi đem đi lên nhà đi.